Sang phần tiếp theo, đấy là chúng ta chạy, đúng không? Đăng nhập vào Facebook nhé, đăng nhập Facebook qua Android. Qua ứng dụng Android, các bạn là phải tạo lại cái nốt app. Nào em chạy thử đây. Bây giờ các em mở cái phần Locket ra để ta kiểm tra kết quả. Đang lỗi cái gì rồi? Ta kiểm tra lại. com.facebook.login widget login button bị lỗi ở chỗ này. com.facebook.login.wz login button nó không gen ra được cái file XML này, như vậy bạn phải tự tạo lại như này. Kiểm tra lại như nào, không gen ra được file XML. Thì xóa này đi. Chạy lại nha.
set content view bị lỗi, nó vẫn không gen ra được cái file này. In floating class login.wz.login button. Để xem lại nhé. Cái quyền này com.facebook.sdk.application. SD Tiếp theo là đây là cái application ID này, nó lại báo cái gì, nó lại như này. Rồi là như thế này là đúng rồi. Còn main activity 2 đặt lại tiếng Anh cho nó đỡ. Android này. Có cái trên này. Rồi, ta chạy thử thế nào. Thank you.
Kéo lên cái này kiểm tra lỗi. À lên rồi đây. Đây đúng chưa? Như vậy là ta lên được cái này rồi đúng không? Ta continue Facebook này. Thì nó sẽ load cho ta cái phần đăng nhập Facebook vào. Các bạn chú ý nãy là ok này được rồi nhá, đến đây là ok. Thì đăng nhập, em đăng nhập vào tài khoản Facebook của em thôi. Thì em có gọi đâu mà nó hiển thị, hiểu chưa? Em muốn xử lý tiếp thì em phải gọi tiếp chứ. Em chỉ đăng nhập thành công thôi, em phải gọi tiếp, xử lý tiếp, hiểu chưa? Rồi ok, thế thôi. Thế còn các bạn chú ý là chỗ này nãy là ghi sai, là ghi là application ID nhé. Bạn không ghi ID đâu. Rồi xong. Facebook xong rồi.